Tối nay chồng cô có tới không? Dám không đến sao? Doanh thu chúng ta chẳng bằng Lý Ương Ương, mặt khác cũng chẳng bắt kịp chứ. Nếu không thì trong mắt tổng biên còn chúng ta không? Tôi có người bạn quen biết với người bạn đại học của Lý Ương Ương, bảo là cô ta chưa từng hẹn hò. Bạn bè cô ta đều biết cô ta ấy đó giờ. Thật sao? Còn nói mình có bạn trai nữa. Mấy cái này cũng bịa được. Cùng công việc như cô ta sao có đàn ông thích được. Cô nói xem mấy bài viết của cô ta chắc không phải đều bị đặt đấy chứ. Biết đâu được. Tổng biên, mời chị một ly. Nào, tôi cũng mời tổng biên một ly. Được, mọi người cùng cạn nào. Tùy ý nha. Sao Ương Ương còn chưa đến? Đúng đó. Chắc không phải không tìm được bạn trai nên không dám đến đấy chứ. Ương Ương không phải người như vậy. Đây là Ương Ương mà em thường nhắc danh đó. Xin chào. Xin chào. Cô đây là... Đây là Kỷ Quyết Lệ, bạn thân nhất của tôi. Là quản lý ở spa mà chị hay tới đó. Chào chị. Chào cô, chào cô. Hèn chi, mỗi lần tôi đến đều được tiếp đãi rất đặc biệt. Tôi còn tưởng là mình tiếng tăm vang xa chứ. Quá ra nhờ cô. Ương Ương, người khác làm chuyện tốt, toàn sợ đương sự không biết. Còn cô thì hay lắm, khiêm tốn quá. Ương Ương à, tôi còn tưởng hai người... Đúng đó, sợ hết hồn. Cô xem cô không có bạn trai thì thôi, sao lại dẫn theo con gái chứ? Chúng ta đều là chị em tốt, chẳng lẽ lại cười nhạo cô? Tổng biên tập bảo tôi dẫn cả một nửa của mình tới. Tuy là tôi không có chồng, nhưng một nửa luôn ủng hộ dìu dắt, có tình cảm sâu sắc của tôi thì có đến ba người. Độc thân thì sao nào? Không có bạn trai thì sao? Con người đâu chỉ có tình yêu. Tất cả những chuyện mà đàn ông có thể làm thì tôi đều làm được tốt hơn. Báo thời trang các cô luôn đề cao giá trị quan độc lập của nữ giới à? Báo giải trí cũng luôn định hình tính cách mạnh mẽ cho minh tinh sao? Tôi là một biên tập, làm gương cho các độc giả nữ của mình, lẽ nào không đúng? Bài tôi viết từng chữ một đều xuất phát từ tấm lòng. Lẽ nào bài viết của các cô đều là thuận theo trào lưu, đến cả bản thân cũng không tin. Ương Ương à, cô đó. Được rồi, uống rượu nào. Vậy thì cạn ly mời tất cả những cô gái độc lập. Cạn ly vì những tình cảm chân thành. Cạn ly vì độc giả. Cạn ly vì một nửa của tâm hồn. Cạn ly. Sao mọi người ở công ty thế? Phan tổng, không biết sử tổng nổi điên gì nữa, bắt tăng ca đến tận giờ. Giờ này giận dữ đòi sửa ba phương án, sửa xong mới được đi. Dứt giải cho mọi người rồi. Anh với sử tổng mau làm quà đi. Anh ấy nổi giận, bầu không khí kỳ lạ lắm. Dọn dẹp giúp cậu ta mà còn phải dỗ dành cậu ta à? Người đâu rồi? Ở nơi anh ấy thích nhất trong công ty. Được rồi, về nghỉ sớm đi. Đi thông thả nhé Phan tổng. Phan tổng cướp mất phương án của tổ chúng ta, cứ thế bỏ qua sao? Sao Phan tổng có thể cướp phương án của chúng ta được? Đồ ngốc này, chỉ tiêu thành tích của dự án này dính ở tổ chúng ta, Phan tổng mà cướp đi thì chuyện đầu tiên là giành lấy quyền sở hữu ở chỗ dự tổng trước. Làm gì có ai không mang tới lợi ích mà làm việc chứ? Với lại, quan hệ của Phan tổng và sử tổng đúng thật là... Thưa thần, làm gì đấy? Vẫn giận à? Vụ lễ hội bia cũng nhỏ, cậu thích thì làm đi. Hai ta đâu có phân rạch rồi. Thưa thần, ngủ chưa? Có muốn ăn khuya không? Mình tăng ca đến giờ này, làm hết mấy phương án lận mà chẳng buồn ngủ gì hết. Hay là mình mang đồ ăn qua cho cậu nhé?
Không được, không được. Không hề thể hiện được thành ý và nỗ lực của mình. Phải vừa được tha thứ, vừa thể hiện được thành ý sửa đổi lỗi lầm khi mình tăng ca vào lúc nửa đêm. Tấn công hai mặt. Nhắc đồ ăn khuya gì chứ. Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ mình chẳng biết suy nghĩ, chỉ biết ăn. Sử Duy Thông, cậu có thấy gớm không hả? Thư thần, trong nhà vệ sinh mà cứ nói ăn uống gì chứ. Sao cậu đến đây? Đợi mình chút, mình ra ngay. Muốn xin lỗi gì ra đây đi. Cậu trốn trong nhà vệ sinh thì đâu ra thành ý. Thư thần, lấy giấy cho mình đi. Mình không còn mặt mũi gặp ai nữa. Thư thần, cậu lấy được giấy chưa? Người anh em tốt. Cậu làm gì thế? Phan Thư Thần, cả công ty này chỉ có cậu mới dám làm thế này với mình. Alo, kiểm tra lại đường dây đi. Lễ hội bia ngày mai cứ thế mà làm. Tuy rằng hiện tại tôi vẫn chưa thể trở thành người nhện, nhưng tôi luôn có một cảm giác rất chắc chắn. Chỉ cần có thể ở bên bạn bè, tôi có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, là một anh chàng muốn trở thành người nhện, cho đến khi ước mơ thành sự thật. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh rất nhớ em. Sổ sàng vậy à? Vì muốn gặp em nên anh mới chọn khách sạn này. Còn em? Em có nhớ anh không? Chuyện này à? Vậy giờ anh đã trở thành kiểu đàn ông mà em muốn chưa? Rồi chứ. Em thích đôi mắt của anh, thích trán của anh. Em thích anh để lộ trán ra giống như lúc này. Em có thể nhìn anh thật kỹ. Hàn, Hàn, em vẫn luôn so sánh anh với bạn trai cũ của em đúng không? Xin lỗi em, em có thể giải thích với anh. Anh thật là ngốc. Những năm này trong tim tôi vẫn luôn tồn mong đợi với em. Năm đó chúng ta ở bên nhau, em ở trước mặt tôi gọi ra tên Cát Nhất Hàn. Bây giờ vẫn là như vậy. Xin lỗi, em thật sự không phải cố ý. Được rồi, em thật sự nghĩ tôi là ngốc à? Cô Kỷ, ly rượu này coi như là tôi mời em uống. Chúc hai người chúng ta đến chết cũng đừng qua lại với nhau. Cứu tôi. Không phải chuyện của nhà anh bảo tôi xen vào thì coi là chuyện gì chứ. Tôi quỳ xuống xin cô đấy. Dừng lại. Để tôi cố hết sức. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy? Tôi nói cho các người biết, nhất định phải tra xét nhiều lần, đảm bảo an toàn. Tôi đã kiểm tra không dưới 8 lần rồi. Có điện rồi. Sao cô ở đây? Đây là hạng mục của tổ chúng tôi. Tôi đến để giám sát. Đó là trách nhiệm của tôi mà, không đúng sao? Lúc tan làm, may là cô gái này không để cho tôi đi. Nếu không thì giờ lúng túng rồi. Nên tăng lương cho cô ấy đấy. Cảm ơn chú. Từ từ thôi sư phụ. Được. Nào để tôi giúp chú. Ăn cái này. Không cần giúp nó. Ương Ương à, ăn nhiều vào. Thời gian dài như thế, sao mà không đến nhà ăn cơm vậy? Gần đây tòa soạn quá nhiều việc. Đợi hết đợt này không bận nữa, cháu sẽ đến thường xuyên. Cô à, lúc đó đừng ghét bỏ cháu nha. Phải đến. Cháu nhìn cháu gầy thế kia, lúc trẻ không biết, lúc già rồi cháu sẽ biết khổ đấy. Cô à, chúng cháu không phải là trẻ con nữa rồi. Cô nhìn xem, chắc chắn như vậy mà. Đều là lúc đầu cô chăm tốt, nền móng kiên cố. Đứa trẻ này thật biết nói chuyện mà. Tôi rất thích nó. Bố mẹ cháu không ở đây, muốn ăn cái gì thì chạy đến chỗ cô. Cô làm cho cháu ăn. Thông thông nhà cô đó. Nếu như hiểu chuyện bằng một nửa cháu là tốt rồi. Người ta thật biết sinh mà. Sinh ra một cô con gái, chỉ hướng đến mẹ của mình. Mở miệng ra nói muốn nhà là nó mở miệng ra muốn nhà. Đâu có giống như cô chú đâu. Vất vả cả một đời. Lúc cô 36 tuổi, sinh ra thông thông, người ta vẫn còn chưa kết hôn kia, đã mở miệng ra với cô vợ chưa qua cửa. Vậy cô à, cô nói xem tương lai nếu như cháu kết hôn, nhà của nhà trai, cô ủng hộ cháu muốn một nửa sao? Đó, đó đương nhiên khẳng định phải cần rồi. Cô ngốc à? Một cô gái nhà ở Bắc Kinh không dễ dàng như vậy. Ai cưới cô thì người đó được hưởng phúc. Hơn nữa đều là người một nhà cả rồi. Nửa cái nhà thì cô là gì, đúng không mẹ? Đây là chuyện luận chuyện. Ương Ương không giống như những cô gái bình thường khác. Đúng đúng đúng. Không có gì không giống nhau cả. Chỉ là lấy tâm so với tâm thôi cô à. Mẹ, mẹ ăn nhiều vào. Cô à, cô ăn nhiều chút. Cháu gấp thức ăn cho cô. Bố, bố ăn ít thôi. Chú ăn cái này đi. Ăn chút rau. Màu xanh khỏe mạnh.